Tình làng nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu. Tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Gì vậy? Cái gì vậy? Bà vừa mới làm gì tôi? Làm cái gì tự nhiên sao chui vô phòng tôi vậy? Trời đất ơi, chuyện xảy ra chưa đầy 24 tiếng đồng hồ mà bà làm như là 24 năm vậy đó. Tối qua bà qua nhà tôi, chuyện xảy ra như thế nào bà nhớ không? Tôi quyết định rồi. Dạ mẹ quyết định sao mẹ? Tất cả những mảnh đất ngoại thành, dạ, dường tượng ở dưới quê, ao cá dưới quê tôi để lại cho cháu đổ đích tôn của tôi. Dạ. Ừ. Tất cả đều là của cháu đích tôn của tôi. Dạ. Với điều kiện. Dạ điều kiện gì mẹ? Nó sẽ được cưới người mà nó yêu. Wow. Có nghĩa là nó sẽ cưới một Thảo Nguyên nhà tôi. Trời ơi, vô bánh rồi cô ơi. Thấy chưa bà Dân? Rõ ràng rồi đó bà Dân ơi. Cái gì vậy? Hả? Làm gì mà cười quá vậy, búng tay quá vậy? Trời ơi, bà ơi chưa biết nha. Tới chừng đó biết đâu con tôi không có thương con bà nữa, tới ngày cưới nó lấy con khác làm sao? Ờ đúng rồi đó, cô nói hay ghê. Phải không? Sao bà đáng hậu dữ bà? Cái phần đó, cái phần tôi vừa nói tất cả đều là của cháu đích tôn tôi. Dạ. À, còn riêng con, mẹ sẽ sang tên cho hai con cái nhà của mẹ. Dạ. Ừ. Con đội ơn mẹ, lệnh của mẹ là lệnh của thánh chỉ ban ra. Với điều kiện. Dạ. Với điều kiện gì nữa mẹ? Là hai cô từ nay phải hòa thuận và thương yêu nhau. Dạ thưa mẹ, con không hiểu, đâu có liên quan tới cái bà này. Dạ đúng rồi, không liên quan chính dáng gì đó. Chẳng những có liên quan mà liên quan mật thiết nữa là khác. À. Bởi vì hòa thuận thì hai nhà này mình sẽ vui. Dạ. Phải không? Đúng rồi. À, mà nếu mà nhà này vui thì cháu đội đích tôn tôi cũng vui. Đúng. Dạ. Rồi con Hường nó cũng vui. Vui. Rồi này nó cũng vui. Rồi thằng con trai tôi, thằng Võ đó, nó càng vui. Đúng. Mà nó vui thì tôi khỏe. Nhớ chưa? Nhớ bà nói. Bởi vì bà sớm xác thiệt tình. Thằng Võ nó đi công tác. Được thì hai cô nên dành thời gian để tìm hiểu với nhau đi. Lúc đó đó, hai cô sẽ nhìn thấy cái tốt của nhau nữa đó. Ủa tiếng của ai giống tiếng mẹ tôi vậy? Thì đổi tiếng của bà chứ tiếng ai. Trời ơi nha, công nhận nha, không biết bà đứng ở trên lầu hay dưới đất, bà giọng bà vang vang giống như là tiếng của dông vậy đó. Gì? Hả? Nói gì? Giọng mẹ tôi là dông gì? Hỗn láo à? Có giọng của bà nghe vang vang vậy đó. Cái mục đích đứng tên căn nhà này là của tôi, đâu có dính líu gì tới bà đâu. Sao bà nhiệt tình quá vậy? Bởi vì bà hồ đồ quá. Hôm qua tôi nhìn cái mặt bà tôi đoán liền, thấy bà có vẻ ham muốn khi mà mẹ chồng bà tuyên bố cho bà đứng tên ngôi nhà. Trời đất ơi, thấy tội nghiệp ghê cho nên á, tôi giúp bà đó. Xin lỗi bà, cho dù 10.000 năm sau đi, tôi với bà cũng không hòa hợp với nhau đâu. Cô Dân à, cách nói chuyện của cô rất là hung hăng manh động. Tôi là người nhà đây mà tôi nghe còn chối tay huống chi người ngoài. Yêu cầu cô thay đổi tông giọng nè, ngữ điệu nè, với dùng từ. Mẹ, trời ơi, mẹ đặt cái thiết bị nghe lén ở trong phòng con phải không? Mẹ đặt hồi nào vậy? Thank you.
bởi thứ hai không ngủ được với bả là đúng. Đỡ cho Hường lo mà. Cái vàng máy này của Hường á, number one nha. Bác gái, bác gái. Ừ. Qua theo dõi con cách sử dụng nè. Nè 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 nè. Đó, bác thấy không? Ừ. Đó, đó. Mà dì ơi, cách này được không vậy? Con chỉ sợ là bị tác dụng ngược thôi. Yên tâm, yên tâm. Ông bà ta có câu là lấy độc thì độc. Bà nội tin là lần này là bà nội uống nắng được hai cái đầu cứng của hai bà mẹ này. Không được. Như vậy á, mẹ giống như là giám sát mình vậy đó. Ừ. Giống như mình bị ở tù vậy á. Đúng rồi. Ngay từ đầu tôi biết á, mẹ chồng của bà không có nhiệt tình cách dễ dàng vậy đâu. Bà có bệnh đó. Nè. Hả? Bà vừa vừa phải phải thôi nha. Bà nói mẹ tôi là dông rồi, bà nói là mẹ tôi bệnh làm sao? Trời ơi, nói bà bệnh điệp viên đó. Nè, bà nói đúng đó. Tôi với bà không thể nào để cho mẹ bà giám sát. Cái kiểu đó mình mất tự do lắm biết không? Ha, mình phải làm một cuộc biểu tình. Để cho mẹ chồng bà biết rằng ngôi nhà là tất cả, nhưng sự tự do chính là nền tảng của hạnh phúc. Đúng. Bây giờ tôi với bà đi xuống gặp mẹ tôi nói chuyện này cho ra lẽ. Đúng. Đi, đi. Tốt lắm. Có đồng lòng à, là có tương trợ. Có tương trợ ắt có thấu hiểu. Có thấu hiểu ắt có chia sẻ. Có chia sẻ ắt có đồng cảm. Có đồng cảm ắt có yêu thương. Mẹ mà ắt nữa chắc con chết rồi. Cái gì? Tối ngày hôm qua mẹ con Nguyên ngủ với mẹ của Hoàng hả? Ừ. Trời đất ơi, cái chuyện động trời vậy mà tối qua tuổi đâu vậy trời? Nguyên bình tĩnh đi. Mọi chuyện bây giờ bà nội lo rồi. Bà nội đã tung tuyệt chiêu cuối. Chắc chắn lần này hai mẹ sẽ giảng hòa với nhau. Thôi không được đâu, thấy không ổn không ổn rồi đó. Thấy từ lúc mà cái chuyện hai đứa mình quen nhau á là hai gia đình xào xáo dữ lắm luôn á. Là hay là bây giờ hả? Thôi đừng quen nữa, mình quay trở lại cái thời mà cãi nhau đánh nhau gì đi. Bạn gái gì kỳ cục. Tự nhiên hòa thuận muốn cãi nhau. Nè. Đừng có nghĩ là tôi không biết mấy người làm gì sau lưng tôi nha. Nha. Tôi nghe ông Tuấn nói nha, là mấy người nói hồi xưa tuyên bố hả rất là mạnh nha. Tuyên bố nói là con gái ở trên đời này chết hết rồi mới quen tôi. Vậy bây giờ con gái trên đời chết hết rồi đúng không? Ừ, đi đúng rồi. Có phải không? Lúc mà hai đứa mình quen nhau thì trong mắt Hoàng chỉ có Nguyên thôi. Không còn con gái nào đâu, thì chết hết rồi. Thôi đi, dẻo miệng quá. Ôi. Trời ơi, tức ơi là tức à. Nè con giống tới con làm được thì làm cũng được. Thôi thì đừng có làm. Chết rồi. Chuyện gì nữa đây? Hoang ổn lắm sao không? Bởi vậy, nhắm tới làm được thì làm, không biết làm thì thôi lên tiếng đi. Để người ta chửi tôi mất mặt kìa. Ai chửi bà? Bà chửi tôi rõ ràng đó. Bà tôi nói gì đâu, nãy giờ nói chửi bà. Thôi hai bá. Mà bé thì làm cái gì mà má la ung sùm vậy? Hỏi nó kìa. Mẹ, có chuyện gì tôi nói mẹ. Hỏi nó kìa. Bé Lị. Gia trời là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người, yêu thương thật chân thành với tất.